Xin chào các bác ạ, đây là một chiếc Hyundai i10 bản 2018 đang thực hiện lắp đặt bộ chốt cửa tự động cho xe với vận tốc từ 20 km/h sẽ tự động chốt và không cho phép mở một số vị trí cần phải cắm. Chúng ta sẽ phải sử dụng một số vị trí để đấu dây ạ. Đây ạ, đây là một rác với hai màu xanh đây ạ, xanh dương và xanh lá cây. Màu xanh này chúng ta sẽ đưa vào vị trí dây đỏ và dây trắng. Màu xanh này sẽ đưa vị trí vào dây lâu sọc đen. Đây ạ, nó theo đúng cái vị trí rác này là dây 456. Dây 456 theo đúng chiều rác này. Đây này, rác đầu tiên nhá, cụm rác đầu tiên đây ạ. Đây có hai bộ xử lý. Thì chúng ta sẽ rút cụm rác đầu tiên ở đây. Màu trắng. Chúng ta sẽ đấu này ạ. Dây lâu sọc đen chúng ta đưa vào xanh lá cây và xanh dương. Dây trắng và dây đỏ chúng ta sẽ đưa vào màu xanh này. Và tiếp theo là một dây hồng đây ạ. Dây hồng thì chúng ta sẽ đưa vào màu xanh sọc đen ở cụm rắc này ạ. Này ạ, rác này thì là chúng ta ở đây ạ, vị trí rác giữa này nhé. Chúng ta sẽ rút ra, chúng ta tháo dây ra, chúng ta đưa vào dây màu hồng ở đây. Xanh sọc đen dây hàng đầu tiên đây ạ. Đó. Hàng đầu tiên theo đúng chiều rác này nhé. Tiếp theo là dây trắng chúng ta sẽ cắm lại. Khi chúng ta đã thực hiện đấu xong thì chúng ta sẽ cắm lại các vị trí này. Tiếp theo đó là một dây màu đỏ và một dây màu đen. Dây màu đỏ này chúng ta sẽ là dây điện bình nhé. Chúng ta sẽ đưa vào bên bảng cầu chì bên này. Còn dây đen là dây bắt mát. Chúng ta bắt vào vị trí thân xe, chỗ nào cũng được miễn là tiếp xúc mát tốt. Rồi những cái vị trí đây ạ. Cái dây đưa từ bên kia sang thì sẽ là theo đúng cái bảng cầu chì là dây dự phòng. Này. Nó không có gì phải dây gì đâu. Bác có thể đưa vào cái vị trí đây ạ. Em thì đang đưa vào cái cầu chì này. Đây ạ. Cầu chì số 10. Từ dưới lên. Khi rút cái cầu chì này ra cắm vào đây. Cầu chì này cắm vào đây xong đó thì lại cắm trở lại. Cắm trở lại đây ạ. Khi cắm vào thì ví dụ như module đã cắm rồi thì nó sẽ có hiện tượng nhảy chuột nhé. Đây ạ. Khi dây dợn xong xuôi thì chúng ta sẽ cắm module này vào. Cắm module vào thì các vị trí này chúng ta sẽ hoàn thiện lại. Dây dợn em tháo ra cuốn lại dây xung quanh cái là chúng ta có thể hoạt động được nhé. Dây bắt mát thì đây ạ. Bắt mát thì có thể tìm một vị trí như đây. Đang bắt ở trong này có một ốc trong này hơi sâu một chút. Khi lắp đặt có hỗ trợ cần gì hỗ trợ thì các bác có thể để lại thông tin hoặc điện thoại cho bên em sẽ hỗ trợ.